Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Những kiến thức này có thể giúp bạn có cái nhìn thấu đáo trong việc lựa chọn được ngôi nhà tốt. Dù bạn không biết gì về phong thủy, vẫn có thể nhận ra sự hợp lý, sự hài hòa trong phong thủy hình thể thông qua những bài hướng dẫn trong video này. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy không có nghĩa rằng bạn vào đó ở sẽ phát tài ngay. Muốn phát tài phụ thuộc vào vận hạn của bạn, phụ thuộc vào cả phước đức. Phước đức từ đâu mà có? Tuổi thọ, sức khỏe, tiền bạc do đâu mà ra? Điều này có thể thấy được trong mệnh của bạn. Tất cả do tạo tác từ đời trước của bạn mà có. Đời này, tiền của bạn là do bạn đã tu pháp bố thí. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy sẽ gia tăng cơ hội sống an ổn, giảm đi hung họa. Chỉ gia tăng hoặc giảm, không thể nào hóa giải hoàn toàn, vì mọi sự việc phải tuân theo luật nhân quả. Bạn chịu khó thu nạp kiến thức là nhân, bạn nỗ lực trong cuộc sống, làm việc kiếm tiền, có cuộc sống sung túc là quả. Ăn quá no là nhân, ăn no cơ thể buồn ngủ, không làm được việc là quả. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Thực nghiệm qua nhiều loại nhà, từ bé đến lớn, từ miền Tây ra miền Bắc, gia chủ ai ai cũng đáng mến và có cả bậc thiện tri thức. Bản thân Khải Toàn không phải thầy phong thủy giỏi, đã giúp được nhiều người cải biến vận mệnh là do may mắn, duyên sinh gặp người có đủ phước huệ. Khải Toàn mời các bạn cùng xem nội dung có gì sai sót xin mở lòng thông cảm. Hành lang đối diện với cửa chính sẽ phạm thương sát. Khí vào vừa vừa và ra ít. Mạnh quá là sát, ít quá thì không luân chuyển. Dòng khí chảy thẳng, chủ sẽ vô tình. Hãy hóa giải nếu phạm cách cục này. Khi cửa chính đối diện một con đường, đối diện con hẻm không phải là phong thủy tốt. Cần quan sát xem luồng khí mạnh yếu ra sao và lượng người, lượng xe di chuyển như thế nào. Hãy thử tưởng tượng bạn bật một chiếc quạt bật hết cỡ, đưa sát mặt mình vào, trong nhiều giờ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu cửa chính đối diện hành lang dài, khi mở cửa chính một luồng khí từ ngoài xông thẳng vào nhà bạn, có nghĩa là nhà này đã phạm sát, phong thủy gọi là thương sát. Nếu nhà bạn nằm ở cuối hành lang, hành lang đâm thẳng vào cửa chính là phong thủy xấu, dòng khí chảy thẳng, chủ sẽ vô tình. Bạn có thể đặt một tấm bình phong trước cửa chính. Nếu cửa chính đối diện hành lang không phải là một đường thẳng mà là một đường zig zag quanh co thì không phải đặt bình phong. Thương sát làm chủ trở nên vô tình và có thể rơi vào cảnh nguy nan. Đặc biệt khi phi tinh lưu niên, nhất bạch hoặc lục bạch bay vào cùng một cung dẫn đến cách cục giao kiếm sát. Khải Toàn khuyến nghị các bạn tự ngẫm lại chính ngôi nhà của mình có phải luồng khí vào từ từ đi theo hình chữ Z rồi ra từ từ là đạt yếu tố tàn phong tụ khí. Bị hai cánh cửa thang máy đại diện cho hai lưỡi dao kim loại liên tục đóng mở, hiện tượng này gọi là liêm đao sát. Cửa đối diện thang máy sẽ ảnh hưởng từ sát khí này. Có một lý do tế nhị khác, dễ có người nhìn thẳng vào nhà bạn, cảm giác không dễ chịu. Ánh sáng trong phong thủy. Người sinh mùa đông thường thiếu hỏa nên chọn nhà có nhiều ánh nắng, nhưng phải là ánh nắng buổi sáng, vì nắng chiều rất hại. Vì thế nhà hướng Tây đa phần rẻ hơn. Gia chủ Khải Toàn không hiếm các vị làm về bất động sản, và chính bạn có thể tự thăm dò khi mua căn hộ. Những căn hộ có ban công hướng Tây luôn rẻ hơn. Những căn hộ đối diện thang máy cũng rẻ hơn. Tất cả đều có lý do. Ánh sáng mạnh ở hướng Tây thường không tốt vì nó khá khó chịu.
gặp phải tình cảnh này nên dùng rèm màu sáng và thật dày để giảm đi sức nóng. Phật giáo dùng thế giới phương Tây cực lạc để nói về thế giới bên kia, thế giới an nghỉ, thế giới của người chết được phím chỉ ở phương Tây. Ngôi nhà có ánh nắng từ chính tay chiếu thẳng vào nhà chính là ngôi nhà không tốt. Khi mặt trời lặn cũng là lúc mang theo khí trường tâm tối. Ánh nắng này không như ánh nắng buổi sáng, không thể nào sản sinh ra vạn vật. Con người từ lúc sinh ra đến lúc về già, đó là quá trình tuần hoàn quay trở lại trạng thái của sự tĩnh lặng. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, mọi hình thế đều có thể hóa giải nếu bạn là người sống thiện lành. Nếu thường xuyên làm việc buổi tối, người cần kim thủy nên dùng ánh sáng đèn trắng, người cần mộc hỏa có thể dùng ánh sáng của đèn vàng. Cuối cùng, nếu nhà bạn có phòng ở hướng Tây nên dành cho người già hoặc trẻ em khó ngủ. Âm thanh trong phong thủy. Tiếng ồn là sát, tiếng động lặp đi lặp lại cũng là sát, ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bạn. Âm thanh hay tiếng động lớn nhỏ thường xuyên gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn, gọi là thanh sát. Phong thủy tốt xấu phụ thuộc vào âm thanh mà ngôi nhà bạn thường xuyên nghe. Những khu nhà giàu thường hiếm khi có hiện tượng này và rất yên tĩnh. Không gian sống chất lượng sẽ không có tiếng ồn khó chịu. Tiếng ồn được phát ra từ tiếng hàng xóm, tiếng nước chảy, tiếng xe cộ, tiếng máy giặt, tiếng tủ lạnh, máy lạnh và đặc biệt là tiếng loa của hàng rong. Bản thân Khải Toàn là người dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nhưng đa phần các nơi ở đều ảnh hưởng, nên phải cố gắng làm quen. Khi ta khó chịu, tâm ta sẽ bất an, không còn khoảng trống cho an lạc. Loại thanh sát khó chịu nhất nhưng không thể loại bỏ trừ khi bạn dời nhà đi nơi khác sống, đó chính là tiếng ồn từ hàng xóm. Không may ở nơi gần các vị hàng xóm quá ồn ào, thường xuyên lớn tiếng, thường xuyên hát karaoke hoặc mở nhạc quá to là một điều vô cùng khó chịu. Rơi vào hoàn cảnh này, đầu tiên là xử lý cách âm ngôi nhà của bạn, tiếp theo là nhẫn nại góp ý nhỏ nhẹ với hàng xóm của mình. Hàng xóm khó chịu thì ta chịu khó. Ngoài ra, không có vật phẩm hay cách nào có thể hóa giải loại sát khí từ tiếng ồn này cả. Nếu bạn sinh mùa xuân hè cần kim thì mỗi sáng gõ vào chiếc chuông đồng. Nếu sinh mùa thu đông cần mộc hỏa thì mỗi sáng gõ vào chiếc mỏ mộc. Vì tiếng chuông đồng, tiếng chuông của nhà thờ là thuộc kim, tiếng của mỏ thuộc mộc. Tốt nhất nên sống trong môi trường yên tĩnh khi nghỉ ngơi và sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Cửa chính đối diện thang máy. Liêm đao sát là sát khí tương đối hung, giống như lưỡi liềm cắt xuống. Khi cửa chính nhà bạn đối diện với thang máy, thang máy đóng mở tạo thành sát khí cho những người sống trong nhà. Đây gọi là cách cục liêm đao sát. Khải Toàn khuyến nghị cho trường hợp này, đầu tiên dùng bình phong hoặc một tủ cao chắn lại, tức khi bạn mở cửa vào nhà sẽ thấy có một vật cao lớn chắn khí từ bên ngoài vào. Bạn có thể treo thêm một kim bài bằng đồng Thái Sơn Thạch Cảm Đương hoặc là kim bài Thiên Quang Tứ Phước. Các kim bài này nên được khai quang sái tịnh. Có những trường hợp hiếm hoi không kỵ khi ở nhà loại này. Nếu sinh thần bát tự của gia chủ cần canh kim thì đối diện với thang máy không được xem là hung, vì thang máy được làm từ kim loại, có thể bổ sung cho người cần canh kim, rất phù hợp cho gia chủ có dụng thần cần kim. Ngoài bác sĩ, thợ may cắt tóc làm về nghề dao kéo. Còn lại không nên ở nhà đối diện thang máy. Không nên ở gần nghĩa trang. Từ xa xưa, con người tách rời giữa âm trạch và dương trạch.
nhằm mang lại cuộc sống an ổn. Những ai sống gần nghĩa trang thường xuyên không tốt. Nghĩa trang là đất của người đã mất, nơi linh giới tồn tại. Không ai cảm thấy thoải mái khi nhìn từ cửa sổ nhà mình ra là hàng dài nghĩa trang, hàng dài những ngôi mộ, nhất là vào buổi tối. Xét từ góc độ phong thủy, Khải Toàn không khuyến nghị sống gần nghĩa trang, trừ khi người nào đó hành nghề bất chính hoặc làm việc trong nhà tang lễ. Vì tâm lý con người là một loại phong thủy, khi bạn vui vẻ sinh khởi nhiều ý tưởng, khi bạn mụ mị hành động thiếu sáng suốt. Nếu ngày ngày đều nhìn thấy hoặc ngày ngày đi ngang qua khu mộ thì ít nhiều tâm lý đều bị ảnh hưởng, có phần bất an. Vì thế những ngôi nhà gần nghĩa trang đều không được xem là tốt, không nên ở. Hàng xóm ảnh hưởng đến nhà bạn như thế nào? Nhà trước mặt, nhà bên trái, nhà bên phải là hàng xóm ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng đến ngôi nhà bạn. Nếu nhà đối diện quá xa thì ảnh hưởng giảm đáng kể, chỉ ảnh hưởng về hình thể. Hàng xóm có thể ảnh hưởng đến vận trình của bạn. Ví dụ trước mặt của bạn là một ngôi nhà kinh doanh quần áo, cây cảnh, hoa, màu xanh lá là thuộc mộc. Nếu bảng hiệu màu đỏ liên quan đến hỏa là thuộc hỏa. Lúc này bạn xem lại sinh thần bát tự của mình, khuyết gì sẽ là điểm cộng hay điểm trừ, mỗi ngày phải nhìn thấy. Khải Toàn ví dụ, bạn sinh mùa xuân hè cần kim thủy, nhà đối diện có màu trắng xám xanh dương, kinh doanh cá cảnh kim loại hoặc gần nhà thờ được xem là tốt. Còn hai nhà bên cạnh nếu có ảnh hưởng đến thanh sát, họ có ồn ào hay dễ chịu. Vì vậy thời điểm dọn về khu phố này rất là quan trọng. Nếu có cơ hội hãy gửi lời chào đến hàng xóm láng giềng. Ngôi nhà hàng xóm là nhân duyên, thiện duyên nghịch duyên còn tùy thuộc vào cách nhìn mỗi người. Và chắc chắn chúng ta không thể nào chọn được hàng xóm theo ý của mình. Bạn dễ chịu, hàng xóm dễ mến. Nếu hàng xóm khó chịu thì bạn chịu khó. Đó là cách hóa giải tốt nhất khi ở khu vực không tốt. Không cần dùng vật phẩm phong thủy nào cả. Nghĩ thiện là nghĩ như thế nào? Làm sao mà nhịn được hàng xóm khó ưa? Tất cả người làm ta khó chịu là do ta nợ họ ở đời trước. Tâm khởi ý thiện, lời nói dễ nghe, gương mặt dễ mến. Bạn không tin, hãy thử soi gương vào lúc giận dữ và lúc vui vẻ xem, sẽ biết vì sao nên nghĩ thiện. Nếu bạn sân si với họ thì oán chồng oán. Sự khó chịu với hàng xóm sẽ khiến tinh thần của bạn tù túng, mất đi sự an lạc trong chính ngôi nhà của mình. Và tâm trạng của bạn có thể ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình của mình. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Hãy thử tưởng tượng sau lưng có tường, khi ngồi cảm giác tựa vững chãi, trái phải được bao bọc an toàn, trước mặt thông thoáng, khi ngồi khi nằm được như vậy cảm giác an ổn. Vì vậy đầu tiên là khu vực, tiếp theo quang cảnh bên ngoài của ngôi nhà là quan trọng nhất. Phía trước nên thông thoáng, không có các vật thể hoặc kiến trúc nhọn xông thẳng vào nhà. Giả dụ đối diện nhà mình có một hình thù kỳ quái, có chùa miếu, cảm giác sẽ bất an. Bên thanh long phải bằng hoặc cao hơn bên bạch hổ, thanh long bên trái, bạch hổ bên phải. Tức từ trong nhà nhìn ra, nhà hàng xóm bên tay trái bằng hoặc cao hơn nhà hàng xóm bên tay phải được xem là tốt. Tương tự, việc bạn ngồi làm việc, nằm ngủ, tất cả bên tay trái nên cao hơn hoặc bằng bên tay phải. Tốt nhất hai bên nên bằng nhau. Nhà của ta nên bằng hoặc cao hơn hai nhà hàng xóm. Khải Toàn khi đi xem phong thủy nhà thường đứng bên ngoài nhà quan sát khá lâu rồi mới vào nhà. Khi quan sát bên ngoài, nắm bắt được vận trình của ngôi nhà này vài năm trước lẫn vài năm sau, biết được nam hay nữ cầm quyền. Với những người phụ nữ khá mạnh mẽ, dù đi bất cứ nơi nào,
ngôi nhà hàng xóm bên tay trái cũng thấp hơn ngôi nhà bên tay phải. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì ngược lại, nhà hàng xóm bên tay phải sẽ cao hơn nhà hàng xóm bên tay trái. Đây là quẻ nữ quyền, hoặc người nam thiếu quyết đoán. Dù cách cục ngôi nhà bạn ra sao, bạn sống chân thiện tự khắc, sau một thời gian, nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt, ứng với câu người phước ở đất phước người phước ở. Phạm sức quái là ngôi nhà hung. Đứng giữa chiều ngang ngôi nhà, dùng la bàn trên điện thoại, tránh xa vật nhiều sắt thép, vật nhiều kim loại nhằm tránh nhiễu loạn. Canh ngay ngắn điện thoại của bạn, mặt hướng thẳng ra đường, ta sẽ có tọa độ ngôi nhà. Xuất quái hay đại không vong được gọi là gì? Nói dễ hiểu là tọa độ nằm cứng giữa hai hướng lớn. Trong la bàn có tổng cộng 8 hướng lớn và 24 hướng nhỏ. Khi xác định tọa độ gần phạm vi này, có thể rơi vào xuất quái. Đây là mảnh đất nhiều tạp khí, khó lòng an ổn. Ví dụ 202 độ cấn giữa hướng nam và tây nam, hoặc 248 độ cấn giữa tây nam và hướng tây. Các bạn có thể xem đồ hình này. Có lần đi xem một ngôi nhà ở quận Tân Phú, anh gia chủ vừa đặt cọc. Ngôi nhà 3 tầng, có sẵn nội thất đầy đủ. Khải Toàn phát hiện đây là ngôi nhà phạm xuất quái. Hỏi lại chủ nhà trước, không ai ở được lâu. Gặp tình cảnh này, Khải Toàn luôn xin phép từ chối. Một trường hợp khác ở quận Tân Bình. Trong một con hẻm đa phần đạo Công giáo, khu vực vô cùng yên tĩnh, một gia đình tầm 6 người ở trong một ngôi nhà xuất quái 248 độ. Nhà to, nhà đẹp, nhà khá giả, nhưng không hiểu sao người lớn trong nhà hay tranh cãi lẫn nhau, trẻ nhỏ thường xuyên bệnh vặt. Hiểu đơn giản, từ trường mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều khác nhau. Một căn nhà nhỏ chịu sự ảnh hưởng bởi cả khu vực. Mỗi căn nhà nhỏ lại có từ trường riêng của nó. Tọa độ tốt cho ra lực hút tốt hoặc là chung. Trường hợp xuất quái là do hai hướng lớn nhiễu loạn lên một khu vực nào đó. Đã nhiễu loạn thì không thể an ổn. Những ngôi nhà xuất quái hay đại không vong gây nhiễu loạn tinh thần cho những người sống trong nhà, khiến tinh thần trở nên điên dại. Người vốn nóng tính vào đây càng dễ hung họa. Trên lý thuyết, nhà phạm xuất quái vẫn có thể hóa giải được. Những người sống trong nhà đủ phước duyên, tâm tính thiện lành, có thể dịch chuyển khí trường của mảnh đất này 1-2 độ. Vì vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là nghiệp lực. Không có thần Phật Chúa Trời nào ban phước cho bạn cả. Tất cả phước phần do bạn tạo tác ở đời quá khứ. Trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là điều không thể cãi bàn. Thần Phật hay Chúa Trời soi sáng con đường của bạn, giúp bạn gia tăng niềm tin vào thiện lành. Phần còn lại do chính bạn dựa vào các pháp môn ấy để nỗ lực chuyển hóa khổ thành an lạc. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.